chủ yếu cho bắn hay không là vấn đề chính thôi. Chứ má mấy thằng má mấy đứa fan mà cống hiến tiền đó đó, đừng mà nói tiếng cho slot gì đâu, Dù gì mà cho trên trên mét mấy xả quá dương cho ta. mấy slot mấy đó hết, làm cái cửa cho mình. Đông đét cho anh là được. Ừ. Giống mà đông đét anh đây anh cho Bên đấy kiểu như là tiền má qua cổng tiền vô. đông đét tiền Tiền á, bía không? anh cho mày bắn giải view. Giống mà đông anh ta liền. Bên đấy kiểu như là tiền má qua cổng tiền vô. Và đất thì đâu hỏi tao Nói bía rồi không? Để tao lừa mình đâu. Cho mày bắn giải view. Anh ta liền. Bên đấy kiểu như là tiền má qua cổng tiền vô. Và đất thì đâu hỏi tao Nói bía rồi. không? Để tao lừa mình đâu. Thấy thầy em mà làm được. Bên đấy kiểu như là tiền má qua cổng tiền vô. Và đất thì đâu hỏi tao bía. Chưa học ấy. Ok. Ủa cái vụ gì mà tự nhiên trên cái mép cãi lộn tùm lum hết anh. Tại thằng Thành đó. Ok. Rồi. Nó xin áo Ủa cái vụ nó gì mà hoài tự cái nhiên trên cái mép cãi lộn tùm nó lum hết anh. nói nhẹ nhẹ cái chỉ Tại lại thằng Thành đó. Ok. Rồi. Nó xin áo Ủa cái vụ nó gì mà hoài tự cái nhiên trên cái mép cãi lộn tùm nó lum hết nói anh. nhẹ nhẹ cái chỉ Tại lại thằng Thành đó. Ok. Rồi. Ra nhà cái mày kia cho xin nó xin anh áo chớn kêu xin cho hồng đúng nó không, hoài làm nó kích mày nó rồi cái lộn từ lương tông cái gì ra nhà cái mày kia cho xin anh chớn kêu xin cho hồng đúng không là còn xin lót chạy 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 gì vậy kiệt dạ kiệt à, sao 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 tí nữa có sao không có tí nữa có thằng lên viết chơi nữa kìa ok nó có thương mấy chết rồi đủ quá làm chạm gì thì nó đập nào mới xuống này hai thằng xong mà đi nhau à chân này chim đi giờ giết luôn bị ai bắn rồi kìa Hồ gì nữa, giết luôn. Ôi, nó có súng không? Ê, có thằng nhảy xuống rồi. Nhảy xuống rồi. Nhảy dưới rồi. Coi thằng đó, thằng đó. Coi có súng không? Đeo cái súng, đeo cái súng. Ôi nhỏ nhảy nhảy chứ. Ở bộ máu, nó nhảy xuống đất á. Chị tóc mày lên. Chị đi đất đâu. Dẹp, dẹp cái đó này. Đi đất, đi đất, đi đất. Ở đâu. Hồi súng này bắn như cứ luôn, nó hệt luôn. Nó cầm 10, 19, 10, B91 chơi không phải không? B91 bắn nhanh nhất rồi. Màu chết đi. Kìa xe mới liền. Đâu má thằng Lâm thức dậy với lờ luôn. Mời anh trắng đi. Xem để Âu ngoài cái nắp như ta. Đâu không. Thì đêm nay chưa Âu hoài nữa mới rồi. Đừng tiêu à. Đến tin được. Lâu lâu chơi lại. Chẳng có gì. Cái gì đó đó. Rồi, đi lát gì rồi. Mời mời đi. Bây giờ mời cái chết vô đánh tên đi ok
tình nhịn trơn. Ủa sao live stream 3 phút xong tắt luôn rồi? Ủa live stream bên YouTube vậy? Ừ. Live bên đâu ai coi? Anh chơi hàng gì em trơn? Đốt chặt gì nè? Lên chơi chơi mày. Ê chết mày ơi. Quên mày rồi, anh sàng luôn rồi. Mày đúng đi. Ủa anh sàng hả? Ưng hùng. Sao rồi tới rồi, hộp sao rồi? Gì vậy thôi? Ba cái lùng hộp. Ba cái hộp. Đi hộp tử thành phố. Đợi đi hộp luôn á, hộp quyện nè. Có cái rơm không đủ, mày có một hành không mà làm rối hết. Đụng mẹ ai làm rối có mà lồng mặt lồng hành á. Vô đụng mẹ cáo áo quần đụng đĩ mẹ. Đĩ mẹ con hàng làm rối thì kích cái hàng nó ra. Đụng mẹ bắt tập hở chịu chung thầm đồn. Nếu biết suy nghĩ sao. Má cái rơm đang bình thường quá tự giờ. Vì một thằng lùm đụng mẹ mấy chục thằng bị thằng vô làm rối xong rồi kia hợp rớt áo. Nãy kéo lên là con cặp nó kéo cần áo tao xuống. Kéo lên hộp á, là không cần áo, tao thú. Đánh đít lắm. Ủa sao không được hộp ta? Hộp làm gì kìa, có đồng hộp. Hộp bị thằng Thành đó. Thành nó quậy tem á. Sẵn sàng kinh Dũng. Sẵn sàng rồi. Rồi để đi rồi. Đâu? Má chứ, là trên YouTube có ai coi đâu ta? Coi mà. Ấy đồ quá, anh chơi với Linh. Anh lên kênh tắt cái tên rồi có. Cái gì vậy? Vậy mà kim làm cái gì? What the fuck? Có, Quy coi kìa. Phải là tên Quy. Ủa anh tên Quy hay tên Quy? Quy. Em tên Quy. Rồi mà lâu rồi. Quy đẹp trai. Ủa mày đi đâu rồi? À, chơi anh nhìn đẹp trai vậy hả? Chơi không? Chơi đúng không? Anh chơi em chơi anh bắn cái trận đi ăn cơm rồi nó bụng quá đi ăn xong về mới chơi bụng lúc đi chờ mày ăn xong rồi phải đi về tao ngủ rồi mấy giờ mày về 11 giờ 12 giờ mới về mà tao xuống tao nấu ăn cái tao lên vợ 9:30 lên vợ 11 giờ em cũng về luôn chơi nhà 11 giờ nằm nhà ngủ. Anh chơi là anh phải tăng bốc em lên ừ có hàng này ừ top 500 ừ trăm mấy ừ top trăm mấy nè top solo 174 ôi sao có hai thành kìa cô đang cho đua cái gì vậy dạ chết dấu gì à quên em tắt ngoài thầy giờ khi tắt rồi. Sao không livestream ở trên ấy chứ? Trên cộng đồng của bốn mấy ngàn người đó. Cộng đồng game, cộng đồng bán rau á. Rồi chia sẻ, có gì chia sẻ cái alo mình luôn. Lợi không? Lợi công hai chị không? Vừa có người coi vừa má. Ủa sao chị em tắt cái alo mình không nữa. Để cái này mà tắt cái alo nó sạch nó. Coi, hay lắm, hai chơi. Vô luôn hả? What the fuck? Đây, tôi chưa thấy nó được rồi. Để tao bắn lộn cho chết. Tụi nào cần xem chớ thôi. Tắt ông đi. Gì? Tắt ông cái lắc quá. Giờ đi lái thôi. Phải treo làm nhiệm vụ. Thì Jet Gambin là ai vậy ta? Hi, một người xem hi. Ủa trời, kêu trường hồng mà. Đừng nói má trường học ly nha, cũng kỳ lắm à. Đi thiệt à. Ly cũng ly luôn.
nó ở khu nhà kế bên nè, ở khu nhà kho. Nhà kho, đâu nhóc. Đồ nhóc. Vô giờ chưa ấy, nó chơi kia rồi. Nó đi bên kia quá trời luôn kìa. Bên chung cư ly, mấy vô kia nó bay quá trời mà chung cư nó ly chứ. Chung quanh quá trời luôn. Đó hiểu không? Chưa có mẹ gì. Gear 4 Nivida nó không trợ gì nữa. Ờ, mày cài Win mấy à? Em Win 7. Win 7 lên ấy nó cho, nó cài bản quyền cho. Đâu em có cái Gear 4 luôn này em. Nhưng mà không? Cài luôn cái bản quyền luôn. Giờ không biết làm sao đấy, đến nó chỉ cho mình. Phóng mà phải nhìn. Mình mời về đằng kia tụi bé rắc giùm nè. Tại diễn diễn rồi. Ủa sao nó kêu em phải update stream ta? Rớm. Đát à, update gì? Nó nói version cũ gì nè. Chứ nó hãy ip game và update stream. What the fuck? Update à? Ờ, update stream. Ông ở tầng 2 đúng không chứ? Ý chị xuống tầng 1, lót thôi. Tầng 2 Để em... Để em reset máy thôi. Đâu? Đâu chứ? Đây đây địch đây địch đây. Mày đi ăn mày đi uống gì hộ tao cái đi. Vậy tao kêu thành xuống chơi mày nha. Cặp không nước mày. Để xuống chơi mày vui. Vậy thành yêu. Cầm mòn và bấm nút. Go 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 go. Đi cho thấy câu luôn không? Mày xúc phạm con chó mày. Mày biết mày mới gì xúc phạm gì con chó không? Chính cao luôn chứ. Đi rồi, làm gì? Tính đâu mày có thằng
Beta đi. Má cái dòng á, Beta đi trung tâm dòng luôn kìa. Lên lấy tao giơ cho snip nè. Nó nào hết. Lấy SKS đâu, lấy đạn thôi. Xuống đi, lẹ xuống, chạy xuống, chạy xuống. Để đây, chạy xuống đây. Ủa? Tao nghe nó bắn snip mà. Bên kia, bên lúc kia rồi. SKS thì bắn SKS thôi mà không bắn đâu. Tao giờ giảm hành cho không bắn. Không được lắm. Thiết bị tự gì bị tự nhảy này. Xong chưa? Đang muốn lộn cái hàng bán mày nó đâu. Nhà nhà đó nhà thằng ba giữa nó bắn riêng nó chạy rồi. Thấy cái gì vậy? Ủa anh Trấn chỉnh độ sáng sao anh Trấn? Độ sáng thì 50 y như bình thường thôi, chống hình thôi. Không, im nó là độ sáng cái máy này, cái màn hình á. Độ sáng em sáng quá. Giờ mày, tao biết mày xài màn hình gì đâu chị. LG. Xong game nhà em vô rồi. No. Bắn đầu xuống tiếu thấy nè. Có xe đừng lo. Ông nó bắn lộn chú phút nào sao chịu qua đứa thấy gì. Phút vào ngay cái dốc trên nhà trên đổ xuống á. Đây nè. Cái gì? Cái lỗ quá cho mình. Đủ quá. Đủ không? Đủ kìa. Nó kìa. Anh chạy qua đường mất ở đây không? Hai tầng thôi. Nó chạy đâu ta? Thằng kia chạy đút con kia. Dòng hoàng tới rồi, lấy kia đi giết con này luôn. Mẹ nó đâu mà bắn bay nó luôn. Mới quán rồi. Nó dưới nhà á. Nhà chậm 45 hướng. Nhà chứ nè. Nhà đâu nhà chứ nè. Hay này. Chị chạy nó chỉ xuống rồi. Nó qua nó lấy xe kìa giống. Nó nào? Nó qua nó lấy xe kìa phi xe. Rồi, sao mẹ. Bên liền. Còn phải lo. Đi xuống phút rồi. Còn nghe không? Vậy đang bắn mất điện. Đen lắm. Đúng, làm gì chứ gì đó. Trên đầu, trên
đâu, lên đâu. Nó này chứ mấy chuyện nó. Mấy mình chớm quá. Xong chưa? Xong. Chết rồi. Dạ phải đi. Ai lỗi đồng đội thôi. Mời 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 anh gì kìa. Kinh gì nè. Nhập tên đi em. Vậy là lúc này lên được không mà? À, chín xung. Hôm nay em tên gì? Rồi. Đã đang vào. Hôm qua vừa nhớ tên xong hôm nay quên bố rồi. Anh đúng rồi. Cái gì? Đang live stream đúng không? Mời đi, mời đi ông ơi. Học nhớ mà. Mấy thằng Thành cái hình quy đi. Thằng Thành nói cái hình quy nó chụp hình là nó gửi lại cái trời. Mời đi. Mai update là toàn quần áo mới á. Mới gì mà đập kẹt chưa rồi có. Thôi bỏ luôn. Để mỗi cái bộ quần áo đó mà biết này như là mấy chục hay là 28 57 59 một cái dưa hộp á. Thấy sao? Bao nhiêu cơ? 57 59 k gì á. 210 á. 208. Cái gì? Cái gì 208? 208 có đồ về sao ấy? 208 không bỏ lương á. Hình như là chưa bắn mấy ông Z này mà thử. What? Thằng nó dài quá. Đeo đồ lên cấp đi chơi. Bây giờ bắn lên được. Anh nói chưa gặp em bao giờ hả? Z đi, ông Z đi. Còn Golden Dan thì gặp rồi. Bắn rồi. Em là rồi như cái rôm rồi. Mà tại anh không gặp thôi. Không, tại tao gánh tên nhiều quá rồi mới nhớ tên thôi chứ. Không phải, cơ bản trước là các ông ý cài các cái xóm ấy. Nhiều khi là các ông Golden này ông ý toàn chơi một mình bên dưới, không bò được xuống. Quần áo không có, không bò được xuống. Làm tôi kỹ. Cái gì ta? Bây giờ xóm này nhường lại người khác rồi à? Nhường ai? Thầy vừa thầy. Ủa lộn cái tài khoản không nhường. Thầy bắt nói là nhường con cho anh sao. Có đâu cũng vậy à. Mọi tem má trả lộn dữ quá cho em xanh hết rồi. Vì một thầy mười hai mười quấy hôm ấy này trả lộn rồi. Đúng rồi tự nhiên hạ em luôn. Mặc dù em áo xanh rồi tự nhiên hạ em áo xanh. Vâng liền.
Quên nó hai tên rồi nha. Bên kia có một tên mà. Trong bị ta hai tên. Bên ngoài kia chỗ mình có cái gọi là cái gì đấy. Tay vừa đắt rồi. Đậu phộng lấy súng rồi đéo có thấy súng. Hay lắm. Phải giục ra lấy đại mưa hiệu đi súng rồi. Người chơi đồ nhắc tem mà áo xanh. Buồn hơi. Buồn bãi liền. Bộ bay qua khu đó hả? Bãi liền. Này mà nhiều khi vào dom bây giờ hết slot kiểu ở bên dưới thì lại trống muốn xuống chết cùng cũng khó. Mấy tôi chơi tại cái mấy tôi chơi không hiểu ý, tôi chơi tem không hiểu ý nhau, tôi bắn không có được. Đúng rồi, nên tôi mày không hiểu ý trên ra thà chơi tự kỷ hơn mà. Tập máy này. Có cha tổ cho cái ít à. Cho ít 8 nhưng không có súng. Nè thật. Ôi ba lô đâu ta. Má trước mặt tôi má hai tên nghĩ giờ biết chứ sao đây. Đợi chim qua liền, em qua liền. Em qua nè. Bắn vào khu khác rồi. Nghĩ quá. Ông xe lệnh bắn từ lưu dưa luôn, má bắn kìa. Xe lệnh đục. Rồi, bãi. Ủa xanh trớn lúc chạo rồi, what the fuck. Ủa chứ lúc thu lớn mà. Chạo đéo không? Thu hơi bị lớn ấy. Lớn hơn cái Mita nữa. Cái khu gì mới góp thôi. Ui chỗ em có hai cây K98 luôn. K98 á? Vâng. Cho em một cái. Rồi thì K98 là phải hỏi. Vậy đâu, vậy đâu mới cho đó. Ủa nhưng mà anh đâu có. Lên đây đi anh cho nè. Quá dễ lên chất luôn rồi. Quá bánh liền. Tên nhau đi. Muốn 2 viên hay 5 viên. Nên em có đủ. Lên anh cho. Loại 2 viên thì em không xài. Nhưng loại 5 viên là xài đấy. 5 viên có phụ kiện ngon quá liền. Phụ kiện em cầm trên tay rồi, yên tâm. Ok. Anh qua cứu em kia, để em kia mình gọi bạn đi. Má, tao chạy quá, đéo biết nào cứu nào. Tao chạy đi, nó rót trà đó, vô dòng đi đó. Ồ, ở đây có súng này. Chớn cần, cần câu bờ không chớn. Uzi nè. Qua đâu. Đây K5 viên nè, đứng rồi, cho nè. Mấy cái bốn cái nhà trong kia rồi. Trong kia có rồi, nhưng mà vừa vứt xong. Ủa chớ lót xong chưa, bỏ lót xong rồi. Bốn nhà đây có ai không chớ? Nè. À. Sao biết? Bỏ anh em mình luôn rồi. Đi thôi. Mấy can em dưới nè. Đậu phộng. Không lo một mình em bắn hết được. Nó kìa, nó kìa. Gương, đọc vị trí. Đúng rồi, 165. Có giáp 2 gì chưa? Liếp luôn. Tao chết luôn. Đấy. Có cái cho xe lần nha. Chết rồi. Có cái cho xe lần không biết tên nó đâu nha. Từ nha. Ok. Từ thôi. Từ lút. Không, cái cái đi. Thấy anh châu bi nè. Anh lút đi. Phải. Em lút đi. Em lút đi anh cam cho nè. Em lút đi. Lút lẹ đi nè.
Thằng này lại còn rảnh vứt đồ nữa. Nó vứt xuống đâu rồi? Mấy kỳ để có em kìa. Em lập đi, lập đi. Rồi chứ. Em tem nó qua này, anh thấy này, anh thấy. Ngay gốc cây hướng W. Em chạy vô anh bắn. Hay nồng, hay nồng. Gốc cây 255. 255. Chuẩn bị thấy xét hai thằng. Bà hút xét thì nói trước thôi. À, thấy rồi. Thấy chưa, thấy chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Hai chỗ gì lấy đi ăn chứ. Để lấy xe hai chỗ chịu quá. Một thằng đang chạy ra, một thằng đang chạy ra. Chạy hướng nào vậy? Hướng tôi chạy qua hướng nào? Nói siêu kìa, nói siêu kìa. Hay nào công ca sẽ lên đâu? Dũng ơi kìa. Ê sao tụi bị dính vô siêu kìa. Tụi mới thấy mà. Lên chi rồi, bỏ đi đi lên chi luôn. Ờ, có xe chịu lên kìa, có xe chịu lên tông kìa. Ờ, xe bắn bắn, hay lắm rồi. Cứu ơi, cứu anh, cứu anh, cứu anh, cứu anh đi em. Rồi, rồi, ok. Chết rồi, clear tem luôn rồi. Rồi, cứu anh em. Má chào giữa luôn. Thôi, 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 ông kia. Làm gì đấy? Quất đường quất. Quất đường quất. Hay đấy. Sao gần trên phương thế? Thì hai chỗ. Má thể hiện. Đâu ca đâu? Ca cầm rồi. Đi tới rồi, chứ. Ở đây có X8 này. Có ai bắn X8 này? Ủa, ai kêu ca đâu? Ca lầm rồi. Ở trong AK có X8 này. Chứ sao kêu còn ca nữa. Ở trong AK có X8 này. AK à, em đó lụm rồi anh ơi. Em đó lụm rồi. Hình như bên kia còn kìa. Anh đang qua bên kia thôi. Xét bên kia thôi. Đây em sang đây. Có anh nào đỡ sang bên này để em chạy sang bên này. Tránh tình trạng có gì à? Trên người đấy. Bảo là anh gánh tem rồi em cứ lo gì. Cứ lút đi. Có mẹ do lút. Tới rồi sập bắt rồi. Không kêu muốn lẻ phải lìn. thằng kia nó cũng rảnh, nó vứt đồ lung tung. Bên này có giáp ba này, có chảo này. Có súng gì hết không? Ta nãy thằng kêu con ke sao lìn nữa đâu? Tại lần anh lùm, cái lỗng em nó lùm luôn rồi. Em đưa đồ cho mấy anh bắn đi. Không bắn đi. Có lại thu găng không? Đây 10 viên hay lắm. Giáp ba nè. Cung nè. Cung nè, bắn cung không? 30 viên đạn 5 kìa, không lấy vô chứ. Đây lấy gì vậy? Đây còn đạn 5 này ai lấy không? Lấy đi. Đây 65 viên này. Đi đi đi, dòng tính thôi. Ok. Đi đi. Có cung đâu. Đi đâu chấm đi, chấm đi. Ô, thế là mình không được ăn mạng nào luôn à? Thằng kia tự té xe à? Tự té xe chết à? Thì chắc nó té xe chết rồi. Anh vô tình ăn hai mạng đúng không? Đó là không tôi có bắn nào đâu. À, thế ông, anh gì đấy được hai mạng đúng không? Không, anh ba mạng em. Ba, ba thì cũng... Tem có ba thằng thì ăn ba thằng hết rồi. Đấy sao ba ông lớn lầu kêu đó là anh. Hả? Ông lớn lậu kêu nhóc của nó là anh. Thiệt à? Xin năm bao nhiêu? Đâu quá kêu gì đúng rồi á. Ai biết được anh bao nhiêu tuổi? Anh sinh năm 2000. Phải lớn. Em sinh năm bao nhiêu? Anh sinh năm 94. Thì thấy giọng tiếng giọng già thì mình tôn trọng mình gọi. À, quá hề giờ cái câu quá. Anh quá sinh năm 2000. Hay lắm. Em sinh năm bao nhiêu? 94. Ôi em trẻ vậy. À, anh hơn em 6 tuổi nha. Em nhỏ hơn anh mấy tuổi luôn. Đợi qua chừng cầm cầu nha. Tụ má này có cốp bây giờ không vậy?
cốp tám ở cái AK có ai nhà đâu? AK gì? Nào AK 8 gì kìa? 8 bit á. 8 bit nãy ở trong cái sáng hình đó đó. Có ấy ai lấy đâu? Con nào lấy? Trơn lấy không? Còn Trơn lấy rồi. 8 bit thì ta lụm chỗ tao rồi. Ủa gì không lụm luôn, đi chơi 8 bit luôn hay lắm. Đâu thấy, có thấy đéo đâu. Con có ai nói đéo đâu. Có, con nói mà. Đi lấy xe đi qua bay luôn. Ui, tại đâu có nó đâu. Đi, qua bay luôn. Thế cho cái cá game giật. Có một chiếc buggy ở bên kia, không biết là có hàng không ta. Mình đi hẹn qua đây, đi hẹn qua đây. Đây kia. Ừ, mình đi hẹn qua bên kia. Ê, xa quá. Xa quá gì? Tốt nhất là cái tôi ra nhanh, đéo biết là nhiều tuổi, ít tuổi, kệ. Có mình không chết đây ba mấy tuổi đâu, ai đâu mấy tuổi. Hả? Có mình không chết lớn tuổi nhất này chứ ai đâu. Ông nào? Black á. Đây anh hơn em 6 tuổi nè. Ông ba mấy rồi? Chin Su là gì? Black á. Black là Chin Su. Black là Chin Su. Lên đây đấm cái gì vậy? Có mình ông già nhất này với ai? Đâm. Lên đây. Ôi cái lông này ổng là kỳ cụ mà. Đúng chứ? Ai có PS không? Cái gì? Cho xin hai cục PS. Bây giờ ai nè? Xin nhà mặt kìa. Xin khác chơi chơi luôn. Từ. Dừng ngay của mình. Đúng rồi. Ở trên cái trụ nhà trên cao nhà, trên nhà cao á. Một nó chạy lên nhà rồi. Nó chạy xuống dưới siêu kìa, Cái siêu nó chạy ra mẹ rồi. Còn mà. Ủa lấy, thấy chạy siêu ra. Đó là tầng dưới. Cover nha. Ở kia rồi. Có máy này. Hai thằng hay sao? Hai thằng. Tức bắt là hai thằng đó. Nói trên trên nhà có ở dưới anh có. Máy đâu có cốt, tôi người bắn rồi. Mình gần bo nó gì? Ủa xe. Xe lấy dấu rồi. Kìa rồi. Tôi lấy xe chạy mà. Bắn không em càng vô cho bắn nè. Nhìn thấy đi bắn luôn. Ép vào cũng được. Tất cả ép vào cũng được. Mà không biết nó có mấy hầm đây. Từ từ mình thấy nó trước. Nhìn thấy hai cái hầm. Còn chưa biết còn nữa hay không. Ai biết nữa thì phi nhiều sao? Còn nữa hay không thì chưa biết mà. Kìa chạy kìa. Một thằng chạy rồi, chạy ra đường chắc lấy xe rồi. Ôi xe nãy để em nghe mà, tính giữa nhà mà. Một thằng chạy sang nhà to rồi. Nó móc á. Chưa không móc được. Ở đây canh thoải mái mà. Móc phát đi lên. Đang chạy nó đúng rồi. Địt con này chó này chạy nhanh thế nhỉ. Chạy rồi, để xe chạy kìa. Bắn bể xe. Có một thằng chạy rồi. Còn một thằng nữa. Chỉ có một thằng chạy thôi. Thằng thằng nó không khả năng thằng này có một mình thôi. Không. Hai rồi, đấy hai thằng nè. Có hai xe. Ê nó dừng xe nó. Ủa nó chạy lên nè. Nó dừng kìa. Nó dừng kìa. Hướng cho em đường này. Cho xin cái hướng này. 24 này. 210. Nó bắn lại rồi. Cái nhà đó còn người nha. Xe đâu?
móc không ta? Móc chỉ chỗ nào đứa thấy ra không, trên các cảm nhận này không còn người, con người bo là còn người đó, nhỏ đó còn người đó, không còn người, con người nó đã chạy ra bo xiết rồi, người đã có ai chạy rồi, không hồi máu rồi kìa, em hết máu rồi, nó ở cái xe à, nó không sao, cái xe cái cây chứ xe đi ba thằng rồi, đéo có luôn. Em xin máu. Chết bỏ đi. Em xin máu đi. Chớn có máu không cho đàn em bình nè. Đó chớn nè. Chớn nhiều lắm. Một mặt đẹp. Nước. Fuck you. Hay lắm anh. À tao tưởng cho cái gì dữ dằn lắm. Tới nước. Hai ông lót má nguyên khu mà không nghèo dữ đâu. Nãy có 8 ít mà. Nãy giờ tôi chưa thấy nó nè. Em có 8 ít là anh bắn sẽ mở luôn. Bắn thùng nước xe, đéo cho đi nữa. Thôi anh tạm chạy vòng 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 rồi vô vòng nha. Rồi, xong 2 nước xe. Hãy lên cho móc kiệt kiệt đi. Trơn coi con còn ở đâu không Trơn? Mấy hai thành luôn. Okay. Không thành đâu. Nó chuyển hướng nhá. Nó yếu rồi, bắn trong đầu đó gì. Thằng má câu vợ không kịp đâu nha kịp. Chắc vô vòng có cam nè. Vào vòng đi, vào vòng đi, vào vòng đi. Ở dưới ngay chỗ anh Trấn có xe á. Bốn chỗ á. Bên trái mình nha, bên trái mình nha. Nó bên trái mình đó. Thấy nó chưa? Chưa, nhưng mà hồi nãy nó chạy bên đó. Nghĩa là nó chạy vô dòng, nó chạy đi rồi. Từ từ nha, mình cam qua vòng đi rồi mình vô. Cẩn thận nó móc gì dưới nên chết rồi. Mình cứ cam qua vòng là cũng không chạy nghiêng rồi nè. Từ từ thôi. À bên đầu bên kia hướng W. Nó bắn em W nha, ở bên kia nha. Lộn có chạy rồi.
Nhiều máu thế à? Bên nào bên kia có người nha anh Dũng. Kìa nó nằm đó kìa, nó nằm hướng 285 kìa. Thấy không? Ừ. Bắn không? Bắn đi bắn. Đâu rồi, ok. Giết luôn, giết được, giết luôn. Ê, nó chạy dưới kìa, thằng dưới đó luôn kìa. Đang chạy lên đó. Lên đây đúng không? Ở dưới hướng đó luôn á. À. Nó đang đứng ngầu nè. Hướng trên trớn, nhanh trớn. Chưa có nha. Đồi bên kia 700 á. Móc lên, móc lên. Thì bị bốc khói gì vậy? À, chọc. Em móc lên em tới rồi. Tay tay nó bò từ từ nha, đừng chạy lên nó nghi cái chân á. Thằng nó không kéo của em rồi. Cái siêu chị lên hướng mình nữa kìa, tụ phộng đó. Cái siêu chị lên kìa, 21, 240 rồi. Chạy lên đây, chạy lên. Ôi, cổ tên nó bắn nha, đi đi, móc móc. Chưa hết rồi. Ủa chưa chưa. Hai tay vào. Nó đây chị lên. Đây. Chết rồi. Bỏ đừng. Hay hay hay. Bỏ bỏ rút lại đi. Rút máu rồi à. Ta cái dòng đó thuộc về kia rồi. Tôi đem này. Lấy xe nó vô không? Lấy xe đi vô đi, lấy xe đi vô đi. Xe đó này. Xe đứng đâu rồi. Bên đây nè, bên đây. Lấy xe vô nè, lấy xe nó vô nè. Lấy xe nó vô nè. Đi sớm đi, đi sớm. Xe nó sắp nổ luôn. Đi bộ vô là chết luôn, trống lắm. Tụi nó bắn nhau kìa, đi đi đi. Em lên đồ chơi đi. Quên đi quá. Có người trên đây nè. Nhìn nhé chứ chừng không. Có người trên đây. Có xe, có xe. Không, đây muốn ngủ, chị luôn, chị đi. Ấy, ở dưới, ở dưới. Đằng sau, đằng sau, đằng sau. Đằng sau, đằng sau. Nó ngoài vòng, nó ngoài vòng, canh nó chạy vô bắn luôn. Hướng nào, hướng nào? Hướng nào, cái này ớt. Ớt e, ớt e. Đằng sau mà. Ủa đâu nó bay.
cũng hướng đó luôn anh. Anh bò vô đây đi lui lại, đi lui ngược lại, đi lui lại. Ừ, trời trời trời, qua phải, qua phải, qua phải, qua phải xíu. Nó chạy vô kìa, nó chạy vô kìa, xuống bắn nó, xuống bắn nó chạy vô kìa. Có thằng, có thằng, có thằng nó chạy 240 rồi nha. Thằng chạy 240 rồi, có thằng á, nó chạy lên rồi. Rồi ok ok. Ở đó chọc bom qua kìa. Ở dưới khúc đó. Chết chưa? Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Đừng núp, em ném bom. Ném bom kìa, ném bom kìa. Đây rồi. Đấy là 7 rồi, hết tầng 7 rồi. Ở trước mặt mình nha. Máu. Đây. Đây đây máu nè, đây có máu nè, máu nước nhiều quá nè. Xét nè, chạy qua lấy xét đi chị luôn. Từ từ, vết chưa bắn gì vết. Trước mặt mình luôn á. Đây mà trước mặt mình. Bên kia. Ô đằng sau, đằng sau. Rồi sao ông ấy lì luôn, nó chưa từng bắn lộ vị trí rồi. Đâu nó đứt ở đó luôn á. Rồi. Nó nằm ở đó nãy giờ, nó là một cái tem riêng luôn á, chứ không phải là tem riêng là 13. Tem riêng đó. Ví dụ ơi, nói. Cứu kìa, được cứu được. Không kêu đâu, cứ bắn đi còn thoải mái mà. Thôi nó luôn rồi. Bỏ đi. Hiểu có cây kia đi. Bắn được bắn luôn. Này rồi, quay siêu, quay lên siêu. Chạy qua đây. Ôi thôi bỏ đi. Đang định ra này, cho mình ra bắn đâu. Chạy luôn. Chạy luôn. Đèn quá, nhìn thấy đang ở gốc cây rồi đấy chứ. Vậy không nhìn thấy đâu, bạn đang bị bắn thằng kia bắn rồi. À, còn xếu thành 14 tên nữa, 3 tên nữa. Tên 2. Thằng tem mình bắn là 4 tem 4 đấy. Đủ rồi, nãy em tưởng là 3 tem nhưng mà để kem lên bắn luôn, tại vì thấy nó bắn nó mới lên luôn. Tại mấy 3 tem. Ai ngờ còn hàng lẻ nữa, nó nằm đó luôn, hàng lẻ. Đâu nó nằm xuống trước rồi chứ. Không, nó nằm ở dưới đầu mình luôn, đằng sau lưng mình luôn. Mày không thấy. Mở rõ mình canh sát bo nhiều như thế mà nó vẫn móc được. Rồi đấy. Tham chạy bo đường đấy là được đấy. Rồi, my bad. Sorry. Lộn lỗi anh chứ. Ngày kia là có cái T1080 bắn rồi, à, sướng rồi. Hồi sáng tôi nãy thì tôi đến ấy ngồi tôi với ai chứ còn rồi. Định mệnh phải không? Lột đánh chơi đến thành đó hồi sáng đua á. Định mệnh. Tao bắn tao giết từ mấy lần luôn. Thuộc có mấy trái nó chửi nó ngồi nó thủ lên sùm á. Thôi muốn bắn rồi. Công nhận tao bắn một việc là giết từ mấy thằng. Định mệnh nó cầm ca á. Cứ gẹp quá, gẹp đó. Nhà hạt kỳ dùng. Nó đang có cái chơi hồi quả nghèo lắm. Cạn luôn ha. Nhìn thấy thằng làm ở gốc cây đáng đi bắn vào đầu đó. Thì thằng kia bắn. Nào bắn vội chạy luôn đi tổ. Chắc ra đây cũng không trùng nó. À đấy, hồi nãy thấy vết nó bắn cái bình chị lên theo đó. Lên coi tay với lịch đầu bán hồi xưa bắt hai thằng luôn. Rồi
Để á, thấy rồi bắn rồi chạy ra cơ quá rất vui. Hồi nãy là em tưởng là còn ba tem là tem mình với hai tem của nó, em mới lên. Thấy mày tại bắn, tem, tao thấy mày bắn khí thế mà tao lên rất vui ai gì mày xem. Tại tem nó bắn nhau em lên ăn luôn được thì nóc hết luôn. Vô phao quá, ai ngờ, anh còn thằng lẻ mà đằng sau phải luôn. Má gẹt giò cái gì? Hết tem. Úi giời đâu mà. Đâu mà. Một tem. Má bên bên kia ly luôn kìa, biết nghĩ qua bên chung cư. Qua bên đó không? Em lấy xe cho. Giờ qua gì nữa, đủ vòng cái chung. Vô tới chỗ luôn chạy sao được. Có hàng sau lưng nhưng vậy. Rớt thành container kìa. Trong nơi à. Em có súng nè. Đừng bắn. Không biết nhà kho vào nay không? Kìa, trên đó nó có mùi. Đúng đâu ta? Đại đại rồi. Mu hai súng lục mà nai ta trên chỗ cản nó có thằng nè một thằng ngay cái low cost kìa, low cost nó chạy vô, nó chạy vô. Đường súng, đường súng. Nó chạy vô. Thầy rồi, máy bắn nó hai ba viên. Chết rồi, chết rồi. Anh giết mấy thằng rồi? Hai thằng. Chỉ còn thằng nữa đúng không? Em một kill nè. Còn một thằng nha. Phải một tên ngoài hay hai tên? Một tên mà. Chưa biết nó đâu hết nha. Ép mình sang sầm ngang. Còn anh kêu nãy không chớ nói à. Thằng ở đâu? Nó có tiêu vậy. Cả năm người trong nhà kho mà. Thằng chết còn kiếm nó nữa kìa. Ô nãy hình như hai tên lần á. Hồi nãy con chết ông nào đi giết thằng kia là tôi thằng cây chết luôn á. Em giết được một đứa này, anh giết mấy đứa? Hai. Còn anh kia thì giết mấy đứa? Không, hồi nãy thằng anh ai mới giết cái thằng mà móc mới bắn đó, bắn được mấy viên ai giết được con chết đúng không? Em bắn. Đi nói không đi được kêu luôn mà. Chết rồi. Còn một móc nữa, hai tên nữa. Nó đâu anh? Không. Chết hết rồi. Bắn phát trên luôn à? Chết hết rồi, hết rồi đó. Đi nha. M4, à đã SKS này, bắn mấy SKS này. Thôi. Ai mà nãy cái đó không? Không. Có xì cớp thì cho em nhé. Xì cớp à? Ok. Đó, em giết một thằng này, anh trấn giết thằng, anh giết hai thằng. Ok, clear. Làm gì? Tổng là mấy thằng? Bốn thằng thôi. Bốn thằng mới giết, giết bốn thôi. Đếm, nếu mà đếm như thế là đủ bốn thằng rồi. Em chỉnh kim sáng là cái xanh tôi được. Tôi thui là chỉnh cái lên. Cái nào? Cái xa đâm á. Chỉnh lên velo.
Chỉnh nó máy không được hả? Chỉnh trong game chị, chỉnh xe lâm lên. Sáng không cho vô game mà chỉnh mà. Có đồ SKS thì bảo nhé. Dựng này xong lại rất yên phí. Ủa bên kia lút anh ơi. Đủ giống xa bao nhiêu. Đây chắc cũng thế. Đừng có bị chế con mẹ rồi. Là lấy cấp 2 gì không? Đủ 2. Có ZDOT đổi cấp 2 à. Đổi ZDOT hoặc Hulo cấp 2. Ở trên cờ lan nó nhảy lên cái thùng này có cấp 2 đó. Cấp 2 có rồi. Ba lô hai này. Chị mẹ sẽ màn hình bắn tối bị con mẹ. Để em chỉnh thật. Mẹ chém heo với. Nên đi mình chết lẽ. Đây đâu có người lúc nhảy xuống nhìn rồi. Ổn trón cái đậu sáng chỉnh xa ta. Nhìn luôn hàng học tên học nào học tên học đâu à, anh Dũng, anh Dũng. Chỉnh gì cái ấy kìa. Chỉnh cái nào Toilet ở trong setting mày đó. Nè em tưởng setting như vẫn vậy 100% rồi. Kiểu như cái xe đâm á, cái xe đâm mày chỉnh lên gì rồi? Xe đâm nào? Cái máy tính đúng không? Không, xe đâm là cái trên cái dãy đó có chữ xe đâm á. Em đéo thấy. Panova này. Kể bên cái Ford cái dòng thứ ba đó. Anti Ford rồi sao đơn đó. Anti AK trên này này. À, không phải. Có đạn 7 trên này này. Không thấy. 90 viên tha hồ bạn. Đâu mấy trong system mà đâu thấy. System nào, system của cái này không? System trong game mình chứ đâu. System trong game có color rồi quality nữa. Quality. Rồi scan cái nào để về chín viên tiếng Việt à, đó, xem cái dòng thứ ba đó rồi ở cái dòng thứ ba anh chỉnh 50 là xong không cái mà ở dưới mà cái mà chỉnh thường thường mà chỉnh mê đâm ấy hay gì đó à. Mà dòng thứ ba cái dưới á anti gì phải không gì anti bỏ anti rồi cái thứ hai cái thứ ba sẽ đâm đó. Thấy chưa? AK không ai lấy đạn ra. Đưa lấy AK cho. À ok. Này đạn thôi cũng được. Ok, hay được. Ai lấy đạn 5 không? Em. Tám mấy đạn 5 rồi. Nè. Rồi. Đi. Tới. Sợ. Đủ má quay cho tôi bắn. Bên đấy nha, ngồi trên đấy nha. Rớt á. Nhịp đại. Má mũ 3 giúp 1. Ai còn đuôi M4 không? Nãy giờ thấy mà không lấy. Lót nè, bói lót sao, chi sao lót. Anh ra có một hàng trong xe chia đủ á. Mày mua nhà đi. Có AK này ai bắn không? Em bắn cho. Lấy đạn đi, để anh có anh giấu súng rồi.
cứ bớt lãng đi. Ủa có cả 98. Ngon. 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 Hả? Ngon. Con 7 đâu? 7 hả? Chắc có đồ chơi của ấy nhỉ? Ấy đủ. Một viên. Hỏi hỏi. Một viên hỏi hỏi hỏi. Hỏi. 5 viên, what the fuck? Mình xài đằng 5 rồi mới đưa tao đằng 7. Nhanh nhanh. Nhanh. Con kia không có holo hip dog rồi. Chết á. Tôi còn dư 2 cái rồi. Holo hip dog rồi. Em không có gì. Em không có gì, không, không hỏi cái gì cầm mờ. Chứ không có gì đâu. Em cầm nó nồng vui rồi. Em có gì đâu. Em không có gì luôn nè, không thấy à. Không, thấy chưa? Thấy có holo. Holo đâu? Mấy cái holo má trên cái thúng á, má trên. Đây không? Đây không? Vào đây nhá. Ờ. Let's go baby. Con người. Con người kia, con người kia. Đúng rồi, có người á. Có rất có đấy, có. Có không? Có không? Có. Có cái đấy. Mình đang chạy đấy. Măng đét, ai còn đầy ông này, măng đét này. 10 cái này. Về đét. Không hiện gọi. Nhập hỏi đét đét. Ai có Flash Rider không? Không có. Có. Thank you Vietnam Miu. Giảm giật càng tốt. Đi kiếm đi. Phải đi. Ủa sao giờ sáng vậy ta? What the fuck? Thì tắt cái độ sáng đi, tắt kéo lên xuống 50 đi. Cho dễ nhìn. Bên chầm á, kéo xuống 50 đi. 50 dễ nhìn à? 50 một chỉnh cái kia thành chuẩn về lâu. Chuẩn về lâu mà chuẩn về lâu. Sao ai vứt hai lọ nước ở trên nhà này ngon này? À đồ của em á, em vứt chân cớm. Nên lấy lại đi, vẫn để nguyên đấy. Dũng có người anh Dũng. Đừng vô nút đây hả? Đừng vô. Để lên shipper cho nó. Để em thôi. Để em lên shipper nó ra. Em cứ lo em chờ có người giết đi. What the fuck lập rồi em. Ở dưới cầu thang cơ mà. Cha tổ ông này ông tưởng thật ông vào ông này. Hình như người quá lì. Tình người quá đáng. Ông nhìn mặt thằng nào má này nó để cái gian vậy nữa. Sao em bấm súng không được anh? Mini cây, mini cây giờ làm sao? Giờ Alex T ship. Ok, anh được, ok được. Hay lắm. Hay lắm, tông luôn. Hay không? Cái phụ kiện là hay lắm. Đẳng cấp lắm. Ai có băng đạn thêm không? Kiếm đi. Let's go baby. Ê 7 rồi. Bia. Ôi trời ơi, trời ơi, chạy vòng. Em nhớ đi. Anh chết làm gì bắt mau 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 mau. Làm gì chứ? Anh bắn thay nhập siêu không được nha. Nó bao bên đây nè. Đi luôn đi, còn lót gì nữa. Có nhà 4 giao lộ mà. Thì lắm. Nó kêu đi luôn đi, nó nhảy xuống hết. Hay lắm. Hay lắm. Nói nhưng hành động đéo làm được. Đừng ăn em bông nước. Ra, tụ bánh bây giờ.
xin đéo cầu bù bà đi coi chơi đâu. Thì chạy xăng chặt hết vô chạy vô bộ đi, vô dọc cũng có lý luôn á. Rồi ấy đi 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 let's go baby, let's go baby, let's go, tông vào cái cây xem cái thòi đâu ra, tông vào cây xem nào. Ủa đi gì vậy? Fast and Furious chạy thẳng vào liền rồi. Chỗ kìa, em nghĩ là cái dòng nó bo vậy, cuối bên cuối Livo Ca đó. Dòng bi giờ dòng bao chúng hồ á, bơi ra bồ bốn người bơi được không? Rồi đây an toàn này, chuẩn bị lên rồi đây an toàn này. Nổ xe 4 kêu hay hay giờ cái 4 kêu nó hiện cái dòng bon ngay đó mà ngay cuối đi vô ca luôn á. Ui trong nhà bắt kìa. Hello baby, bắn cho cháu nha. Ai chứ là bắn cho cháu rồi chứ quay ra đây là anh kể hồi hết nó nói mà. Quẹo lại anh ơi, quẹo lại nó mềm một ngày đó mà chạy lên rồi đi. Tôi có xe có không phải máy bay kiểu gì cũng thả thính rơi ở trên đồi này. Ừ, đúng rồi chắc chắn này có khẩu M249 này, mời tôi ra bên đuôi em á. Mày nói gì tao lấy nhẹ lấy nhẹ kia go let's go 150 kìa. Đỉnh đôi kìa. Cái chân này lót hết rồi. Em lấy nha, xuống đi, xuống em lấy nha. Ở đâu? Bắn kìa. Nó trong thác kìa, không có thác anh kìa. Vãi lồn. Kiếm cứu không đi, đúng chưa? Bốn thằng bắn một chỗ vãi cả lồn à. Kiếm cứu không? Nào có bom tương thẳng lên đấy, chết cả bốn thằng trên đấy. Vãi đái thôi. Ủa nó bị tên khác bắn cái gì à? Tên khác bắn nữa. Đấy, ở trên đồi cũng có kìa. Trên đồi cũng có kìa. Đằng sau mình cũng có nè. SKS kìa. Cái. Hốt xét. Từ từ đừng bắn nó. Để xem nó ly tới này rồi. Để tem bên kia chết thì hơn. Kìa kìa em thấy nó. Em thấy nó chứ mà. Bộ đồ cây. Này cứu bộ, này cứu bộ. Vãi lồn thật. Thằng lồn này bắn tụt lồn đi ra. Vừa ngó ra lại hỏng ra. Địch có mà. Vừa xay cái giáp xong lên mắc nữa. Vãi cần lồn đéo đỡ được. Cái thằng này bắn kiểu gì có feed end không? Cho xin cái feed end kìa. Có xe đến nữa kìa. Xe đến kìa. Cái có hành bơ chia chọc bơm qua nữa. Phải sợ dưới móc lên tôi quá. Để ở trên bắn xuống lắm. Úi giời ơi ông ơi. Tưởng ném bom nổ. Cho tôi quả bom ném lên nhá. Xem nào. Ném được không? Cho em cái hot dog đi. Còn ló đầu đánh đồ đi. Em không đó đi, anh. Con nào có bom nổ không Bi? Áp sát vô anh đi, trong đó có hai thằng. Ba thằng. Ở dưới nữa nha. Thấy rồi. Ở dưới nữa. Cẩn thận đó. Coi có hốt sai không, coi có hốt sai không. Ở bên anh Tớm có thằng anh Tớm.
ấy chết mẹ. Ở dưới nhà tầng 1. Dưới nhà. Cố em canh Dũng, em xe anh Dũng ơi, em nóc 2 rồi. Em nóc 2 rồi. Từ từ kiếm đi. Rồi em chết luôn. Nó chạy ra kìa, chạy ra kìa. Chạy ra rồi. Có trên mấy nhà nè. Trên luôn rồi. Còn trên nhà tầng 2 nè. Vãi luôn, sốc lo. Vãi đái thật sốc. Liên 1 rồi. Ông này. Đó, còn trên nữa, à, hết rồi sao? Còn ngay chứ lâu trên tầng 2 nè. Tem khác. Bị tầng 2 bắn bê mũ luôn, xém bê mũ. Hai tem cùng một nhà kho. Đúng rồi. Tem khác. Thằng nào mình nhìn. Có bom không? Có bom chứ bom nào không dục lên. Không. Bọn này chắc ném hết rồi. Hai thằng luôn. Có. Hai thằng bên đó đó. Trời nóc luôn. À, một viên đi đầu rồi, lên mất đi. Thằng này bắn chuẩn đúng nhá. Hai lần nó giết tôi này. Thành nó tôi xúc mi binh này. Lên giết luôn ấy, đang lúc máu rồi. Không, chạy xuống đi, đừng có lên được đâu. Đâu qua đây cứu tôi. Cứu đi, chạy xuống đi, ngay đó ngay đầu mà. Đừng để nó bắn được rồi. Mà cứu đi. Ai đâu buồn để cho nghe tiếng. Trời ơi, cứu mà cầm cháo nó sao bắn trời. Đấy, trên ngay. Đó mà. Cứu mà cầm cháo nó sao bắn. Má bắn đó, má gục 2 lần rồi đó. Bắn đi đầu nó đến gục nữa. Má. Thằng mi dích gì đấy, thằng này bắn tốt thế, nhưng 2 lần bắn gục trong vòng vài giây. Nãy tôi bắn gục nào. Tôi bắn gục có 3 lần. Cứ ló đầu lên là gục. Ló đầu lên bắn gục. Chứ tẹo vừa nhòm nhòm cái 4 cái súng nó chĩa thẳng vào mặt. Chắc là thật, quả đầu tiên đi. Rất mình đi kìa. Mẹ, sao tôi dục bom nó đéo có để cái hướng đạn bay ra. Tôi canh đéo được. Ờ, nó cứ sát luôn vào mày đúng không? Nó không có hiện cái vòng á. Có, nhưng mà nó chỉ ở tay mình thôi. Giữa vòng, giữa tâm á. Nó bị lỗi gì bé chụp bom. Thành ra đéo ném được vào, đéo có hướng. Tại phải nhìn cái tâm. Tại nhìn cái tâm như kiểu tâm bắn súng ấy. Má tao giật má một cái mép một cái thì má dậu lên dậu xuống lại. Tôi ném một quả bay mẹ lên nóc nhà. Kiểu tưởng cái tâm nhưng mà không phải tâm. Đen em. Thì nó không có hướng ném. Nó có chỗ hướng luôn. Trước là nó có chỗ để cho mình định vào, định vị vào. Nó có, mà bị lắc á, bị lỗi á, bị lắc á. Mình nói gì à? Rồi thấy mày cản thấy không? Cái thằng đi. Cản ngay chung cư gì cũng được. Giờ sao ta? Độ sáng em xuống chỉnh sao? Để mai em run mình coi cái độ sáng sao em chỉnh hả? Gì? Cái độ sáng nó lúc thì chỉnh sáng quá, lúc thì chỉnh nó tới hôi à. Chỉnh 50 thì nó tối, chỉnh 70 thì nó sáng quá. 60. À quên. Ngáo ấy liền. Tới đêm xíu. Bảo 50 thì nó tối quá, 51 thì nó sáng quá thì phải tìm nha. Bỏ tay. Từ từ.
2 tiếng mất. Tôi xuống rồi, thế này rồi. Một team chạy rồi. Tôi xuống điện chứ. Không rồi nha. Đâu? Ê, ê, nó đánh tôi. Ủa? Không bị đóc. Từ đó có súng nữa gì. Nó phải chờ tên liền. Nếu nó quệ vậy, lên chiếc cản mà, đúng cùng bên kia chạy luôn. Bắn từ bên, bắn quá trời luôn rồi. Con nợ này nó ở chỗ nào ta? Bên đây này. Có tiếng đàng hoàng mà mình tìm nó, khu này không thấy đâu. Bên tôi này, chỗ tôi nè. Bên tôi chạy hai cái thằng nè. Không, sát tay mà sao tìm nó không được. Tàn hình à? Cái gì kinh không chứ? Sao anh? Nào vô đây, tán xếp mặt này. Tôi bỏ nhìn đi, đéo biết đường nào. Nhiều tem nó đang chạm vào cho anh đó anh. Hát ở trên đầu luôn kìa. Trên chảng luôn à. Chạy ngào vãi luôn nha. Đi đâu rồi? Ly thành đâu rồi? Súng lên trên đầu này, đèo lấy được này. Đen vãi. Phải trên đầu không biết lên lấy súng. Thấy tôi đang làm gì không chứ? Thấy còn có cái nhà kho đầu tiên anh. Ba nhà kho đầu tiên á, hai ba thằng nha. Lù má có súng thiếu đâu. Em cầm chảo với cầm trái bom nè. Anh chạy qua em nè, em chạy qua em nè. Ly tem nó rồi, còn kim nó thôi, anh chạy qua đây đi. Chạy cho em nè. Để đi em cam cho lụm nè. Dạ. Chạy qua em nè, chạy qua em nè. Ủa mày có kìa. Mới dính súng rồi. Đây. Nó chạy qua, ba thằng chạy qua kìa, chạy nó đi. Chạy đây. Tôi xuống rồi. Kìa nó chạy vô kìa. Nó hay chạy vô á. Hay. Nó chạy ra cản rồi. Nó chạy vô nha. Từ em hai thằng nha, hai thằng nha. Không ơi. Nó ở trong đây một thằng nè. Ở bên xeo cùng ở đây đang nó đang canh ra xeo rồi. Bắn cho lấy gì. Một thằng còn một thằng. Cái chị nó chị ra kìa. Thằng chị kẹn kho chị ơi. Bắn cung. Ừ ngay đó luôn á. Nó chị ăn rồi. Vãi luôn. Má chị đứa kịp mà em. Thế rồi sao chứ? Còn một thằng nữa chết. Ở đâu nó đâu ta? Nhà kho đầu tiên. Đấy, bắn đấy. Nhà kho đầu tiên. Có con mày vậy? Vừa qua viên đủ giết mày này nhóc. Qua viên rồi. Đâu ta? Chạy vào cái bánh xe được, ép vào. Đang đeo cốp chứ, coi có cốp máu gì không? Ơ, cái phớt này mình nhặt rồi mà sao tự nhiên không nhặt được à? Ô, cái phớt này cái túi này nhìn nhớ này.
Momo cha cha. Quân nó cầm cung bắn anh luôn hả? Thằng này trốn kỹ nhỉ. Nó chỉ ở nhà kho một ép vào thôi. Đấy. Ồ kìa, đây, 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 nó nghe hùng hùng kho. Hùng kho ra được gọi là cái hùng kho đầu tiên. Đúng rồi, đầu tiên ở cái kho thứ ba. Hùng bên trong cái hùng á, nó nấp nó đó. Em chấm để cho khổ mình chấm nếu được. Mày không? Bên phải không? Ừ, xin xem nó lúc đâu. Nó cái đầu cái hùng á nha, cái hùng nha. Đấy, 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 đấy. Quý tiểu bắn luôn kìa. Hai tình đòn ghê nhỉ. Kiểu như nó hát đó. Hai sinh tùng. Anh nhảy là nó cũng nghe hả? Nghe nhưng mà tí ra cái đầu đấy mình chả vừa mình nhảy lên kiểu như là đánh lạc hướng xem là nó có em. Có lưu đạn anh quăng lên trên lưu đạn á, cái anh chạy lại. Quăng nó chạy thôi. Nó còn, anh quăng cho lưu đạn cái anh chạy lại. Nguồn nó có scope, nó bắn nét bấy nè. Cái chui vô cái lỗ quá. Một lù đèn. Đó, nó bên kia. Nó bên kia. Mình cái chỗ để nhảy lên mấy hùng hàng đó. Chắc là chơi luôn. Đó kìa nó. Sao nói mà nó nghe chỗ mấy hùng hiền. Hết bom người tử rồi. Nhảy lầu đi. Xác đâu bơm. Đây xác mình đó. Kìa hai xác kìa, một xác này. Em có thì xác có hai tái kìa. Xem á, bên kia. Ừ đó. Từ đi. Tưởng niệm đi, tất cả tưởng niệm nè, một phút tưởng niệm nè. Tới, nhìn mặt trời. Nhìn mặt trời. What the fuck? Nhảy lên đâu bạn? Ê, tay sao nãy người qua giục lên nó cầm chảo rồi đập nữa. Ừ đúng rồi ha. Vụt thế không biết là bay được không nhỉ? Tán trúng rồi, có đó có bay chỗ khác ta. Có, ba chỗ khác. Đã thử đâu không biết. Ở trên YouTube á, nó thử rồi, em thấy rồi. Má, cái bộ má. Thằng địch nó chọt qua, má tán lại, má văng lại địch nó. Dậu là. Rồi gói chưa. Chắc ta rời khỏi nhóm luôn á. Rời khỏi chút cho chuyện này. Hết vậy. Gì anh Dũng? Chắc má rời nhóm luôn á. Sao rồi? Chờ làm gì đâu. Thằng Thiện nó đang rủ sang bên kia. Bên cái Zoom nó mới tạo. Thiện Teddy nó mới tạo Zoom mới.
mụn khéo vào chui gỗ vào trong cái room 69, room đấy nó cũng đông người chơi cũng vui. Thấy cơn bệnh chơi vui vậy đi. Nên mình còn nửa tối anh em hả? Đúng em. Mẹ, em mẹ. Em tía đây. Em mày nhảy ở đâu nè? Không sợ không? Không sợ không? Sợ không? Lại, mình lại. À, ông Chin Su là ông Sang à? Tên là Sang à? Chớ. À, đang chơi Chin Su à? Một chớ một Sang. Hai người chơi cùng ạc mà. Bây giờ chém chơi ạc luôn phải không? Và lắc luôn phải không? Có chơi ạc gì không? Chém chém luôn luôn. Gì? Chém nghiêm luôn rồi. Ông chơi mới sợ con thích. Mới chịu sợ con thích rồi. Mẹ. Mấy em nguy hiểm với L rồi. Có lịch à? Có mẹ. Rồi ba tên. Hai tên, hai ba tên gì á. Ba tên. Nhảy đúng điểm xanh nhá. Vết mày bay đâu vậy? À. Em bay đi lên kia. Xong em vào cover được không? Úi dồi ôi. Không quá chỗ đâu lượm súng đây. Em có súng qua liền thôi. Đợi em nha. Mày có súng hay không thì sao ai biết. Bắn cao luôn kìa, mới vô có cao luôn kìa, thằng nào gì? Ồ, nó bắn anh đó. Lồn lợn, thằng lồn này. Canh bố mày. Đừng có cái nó mạo hiểm. Có tên nào trong nhà không? Nó đang sinh tôi, có ai cứu được rồi không? Đéo có sống. Hai thằng, ba thằng. Ba thằng lớn đi. Chị nói chị, có thằng chị với tôi. Bắt đầu. Em qua đây. Giờ không nói nha. Bây giờ cần bóng đét cũng được. Giờ tôi cần cái súng được nữa. Ô hai thằng qua cho anh kìa. Anh giống hai à? Đâu có súng bắn đâu anh giết nó rồi. Tôi đóng ý rồi. Đóng quá, đóng quá, đóng quá. Vì cháu anh kia. Ừ, cho anh ba thằng nữa. Ba cũng thằng nữa, đừng có chịu quá nha. Chỗ chỗ ông muốn chớ, ba thằng nữa không chớ.
Chỗ anh còn nhanh gì ơi? Biết rồi, còn một thằng. Đúng rồi. Còn một thằng em. Dạ biết nó chỗ nào thôi, còn biết là có một thằng. Có bạn ca, nó bạn ca, nó bạn ca. Đúng rồi, bạn ca. Trên nhà cao tầng á. Phải luôn. Trên nó có thằng mà. Móc nó, bắn nó được hai phát thôi. Nhưng chưa hết đạn. Ngắm giữa đầu rồi, bãi luôn thật. Nó có biết đâu. My God. Cơ bản mình cũng tham đi. Còn có hai viên một máu vãi. Làm gì có nương biết gì đâu. Không có máu đâu. Yếu rồi. Hai đầu là yếu rồi. Nó có 1K, 1M4. Ui. Nó đâu rồi không? Chỗ tôi chết đi. Nó vẫn ở chỗ tôi chết, nó chơi. Ở đây nó có một cái tường rào. Còn một tem nữa đúng không? Ừ. Tem kia nghe im lặng nhỉ. Nghe cái nhà đó, đang cái nhà, trên cái nhà đó. Cẩn thận ở các tường rào kìa. Đấy. Trên này, trên này. Trên này, trên này. Trên cao đúng không? Đấy, nhảy xuống rồi đấy, nó nhảy xuống, một thằng nhảy xuống đấy. Trên cao kìa. Đấy. Thôi bồ nó mất rồi. Ui, quên lồn. Oh shit. Đấy kia kia, ở trong này. Ngồi xuống. Có một thằng rơi xuống đây. Ông trên cao khéo ép xuống cùng đi. Đấy. Chứ không nhắm vào nó được chứ. Rơi xuống rồi, yếu kìa. Tốt. Phải cần liền. Đèn quá. Trong phòng này nè, có súng lục rồi, nó có súng lục rồi. Nó kêu kìa, nó kêu kìa. Súng lục gì ra sinh thánh đây cú. Có cái phòng đó đó. Nó chết không được đâu, bắn ở đây là ngon rồi. Nó yếu lắm. Để nó, đừng để nó kêu. Chỗ anh, chỗ đánh thớt. Ừ, nó đánh cú đó. Tầm này sợ kêu xong rồi. Bắn vào cho sức. Mở cửa ra anh bắn luôn. Nó sẽ súng lục. Ôi sao rồi, bắn liền. Phải liền, nó đưa súng. Cái lộn nó bắn từ trước kìa. Bắn nó một viên để lắp qua. Nó đưa súng nhau. Nãy nó bắn súng lục nó vô lần anh luôn. Sao hôm nãy ông chấn trên cao ông bắn thằng Kiều hơn thôi. Thế còn một thằng ở của cái tem kia nó vẫn ở với hàng rào. Vẫn còn một thằng ở tem kia thôi. Chưa hết đâu. Chết về rồi. Ở đây một tem áo trắng này. Một tem áo trắng này. Tem ba người. Bốn hàng nha. Áo trắng bốn hàng nha. Bốn hàng bằng áo trắng nè. Đội mua áo kia, áo khoác đó. Áo khoác lông á, bốn hàng. Oh,
Nhảy xe Vali này. Lâu lắm rồi không nên xe Vali. Lâu nào chơi đến đại tôi cũng xếp về rồi. Cho lớp đồ đó. Dạ, rồi hát đi, rồi hát đi vào trường hợp luôn. Ok. Thế nhảy bố vào trường hợp xong rồi nhảy sang thô hấp chứ. Ôi trường hợp đông lắm, không có súng nữa là ăn cướp luôn. Trường hợp không có súng là ăn cướp luôn. Rồi hát đi là quanh. Ôi quay cái kẹt. Quay linh. Quay linh tên. Quay linh. Tôi cũng cho âm thầm luôn với liền. Cá lên cái tên cho âm thầm. Ủa Ly kìa. Rồi nhóc Ly. Ly đâu? Ly rồi nhóc Ly kìa. Ly đâu? Có mình mà anh như đâu. Ủa anh trớn sao đó anh trớn. Qua đây đi anh trớn. Anh trớn đi. Đi đâu vậy? Qua đây anh. Đi nè. Trớn ơi. Qua đây anh. Ngu rồi. Quá Ly rồi chuẩn bị xích gì. Trốn qua đây trốn. Ly mà. Ly qua đây đi. Không bay vô chung cư luôn hay gì à. Anh trốn qua bên kia luôn. Mày lắm chứ rồi. Cha tổng cho tao trúng mà. Chơi trong nè. Má chặn mày như chàng trước được rồi. Kiếm top 1 rồi. Giờ đếm đủ rồi. Không kiếm top 1 đúng không? Giờ không đúng giờ rồi, 11 giờ rồi. Thì anh về là sớm luôn. Reset máy về luôn. Sao vậy? 11 giờ nó reset máy đó mà. Đi qua trường học bắn đi. Ừ, biết đâu kia rồi, và anh đi kiếm đồ hay là chạy qua chi chơi nó. Ok. Em cũng kiếm đồ đi. Chưa có cái súng đây. Chúng ta lại quyết định nghỉ rồi. Trường học không ai hết nè. Có chứ làm sao không có được. Ủa nét nó tiếng nhiều anh. Anh Dũng. Đi. Nét nó tiếng nhiều. Nhưng mà có 7 rồi. Ờ cái gì? 7K16 ra. 750T, 550T cũng có nè. Ghê. Tao bỏ im lặng chứ ta. Chưa Ly xung quanh Ly có đéo luôn. Trường học. Đúng rồi. Rồi kiếm người giết người nè. Mày thấy này có tờ 2 này. Thấy không? Rồi chạy em quay á. Em quay rồi. Thôi tặng em ngủ luôn, sáng mai chơi. Chơi thì tốt nha. Thì tốt, good luck. Qua đi anh đi. Nhà nào anh đó, nhà nào? Trường học hả? Bên kho nè, lấy 2 thang. Ok, em qua luôn. Chú với chị đâu rồi? Ủa trường học có 2 hàng bên phải không? Qua luôn. Dạ bên đây với chị qua á. Bậy nó dí tao trong trường học chạy ra không? À với lòng. Bậy chạy... lấy nó nè, nó bên hồ bơi, hồ bơi, hồ bơi, hồ bơi. Hồ bơi, hồ bơi. Này ở hồ bơi nha. Ok.
Sáng top trăm mấy, không chơi không nghe nghe mấy lúc. Hôm nào đã dọa tắt chim rồi. Nó còn đến nóc như này. Mới đi nhà lóc nhâm mới liền à. Nó còn không? Còn. Làm sao chơi hết được? Để ta lấy xe dụng vụ cho bắn nha. Chắc có 4 thằng nha. Để có 2 thằng bay lĩa ở đây rồi chắc tên nó luôn á. Ở trong đó, trong nhà hồ bơi nha anh. Đừng chạy nó nghe á. Hồ bơi mới nóc đó, ở trong đó luôn á. Nóc luôn à. Đây. Ở đây. Để lấy xì. Đấy, ép à. Trời. Vãi luôn đấy. Kêu kêu ông luôn. Ở đâu không? Trên cầu. Trên cầu thang. Xe. À, ở trên cầu thang đấy. Có bên trường học quán nào không? Bên trường học quán nào không? Chưa biết, nhưng bây giờ trên cầu thang của mình ai ép cùng ông mình này. Đấy, ngon. Cầu thang nào? Dưới. Không có được. Ở trên ý, cầu thang đấy. Hướng đấy, trên mặt đấy. Đấy. Có không? Có, vừa bị chia giết mà. Nó chắc ít đi đâu, ngoài cái chỗ này. Nó chỉ trong nhà thôi, khả năng ở trong nhà. Trong nhà con. Bây giờ không biết phải tất cả tập trung đẩy thôi thì mới biết được. Trong nhà, nhà làm sao? Đấy cái nhà. Nhà ấy trên tầng. Đấy. Con. Đấy. Có hai ở đây. Còn ai đâu? Đâu chưa? Có hai thằng chết hết rồi. Chưa chết. Nó vẫn được hồi sinh như thế chết làm sao được. Mắc ao mà. Thế và vẫn còn mà còn. Chưa hết được. Chắc là ngày nút riêu ấy nhỉ. Này máu nhiều lắm nè. Đồ anh vô đây coi anh này anh giống. Ba máu nè. Cái gì? Đèn mới đèn thôi. Lấy có gì? Có gì sụp sẹt chứ? Giết ở đâu vậy? Giết đang đứng rồi. Trong lót thằng đây rồi. Đây còn ba em máu này không thằng nào lấy rồi? Đằng năm đằng bảy một đống luôn nè. Có xe lình luôn này, nào lấy không? Có tem lại này tem. Lúc nào? Đi rồi. Trong lóc này, AK rụt đóng đoán nè.
trường học kim luôn. Bao máu rồi á, chết chưa? Trường học có hình như có. Đi 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 vậy? Cái bên chung cư sao mở cửa rồi. Chung cư có tem nha. Chung cư mở cửa phòng đến phòng đến bắn nhau không giờ một mình lên trước hai lầu xin chào chung cư rồi chào chào chung cư rồi đây đây này xin chào chung cư rồi chị dòng ấy chứ dòng nó chạy kia bên này cái gì xong xong luôn nào chị xíu rồi nào mới chị xíu rồi nó chị đây kìa 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 rồi đừng tao anh em ơi ca máu nước dùng có một bình máu 3 mét luôn cho bình máu đi cho bình nước luôn cái bình máu 3 mét đâu bình đi bây giờ mình gì nè nè à hôm nay máu nè nước đó có gì chút AK thì giết cây nha này máu nước nè đậu phộng đứa ấy luôn có miếng nữa đi đi nhanh 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 đi kiếm địch với đi nhanh 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 đi 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 ra ba người ngồi cùng một kế đưa cái kén với thằng máy nào bán tín đồ cho mấy ông bán đủ bán chuẩn bị tôi mà reset mấy cái là ba dính đây luôn em mới nghe tiếng silent ở đâu ừ.
cái nhà nó đó, cái nhà trước mắt đó. Mấy bút lì chắc máy chỉ là đúng rồi, cái gì nhà đó đi. Ok, nhà nào? Thôi cái kho, cái nhà đó, ờ đúng rồi. Có bắn tốt nè. Ui lộ. Bắn được một viên luôn kìa. Sao về ạ? Bạn ơi. Máy này thì nhà này này. Chú nó đứng chờ sẵn một đống luôn. Hai ông nghỉ à? Ờ nghỉ à. Thì đâu không tách máy luôn à? Tự tách máy.